đi sang nhà tiếp theo. Đây nhà bác mình nha. Giờ đi sang tránh. Ông anh của ông nội. Đấy, chào các bạn nhé. Đây con, thằng em à. Chú bây giờ nó làm rộng nhỉ. Trước khi được cái mẹ bé ti mọi người ạ. Cái cống mẹ bé ti. Cháu đây. Cháu đây. À đây. Vừa mở thi cái chú này. Vừa mua vào kia vừa được. Nó lại giờ lại đây nữa. Đây em gái. Bim má. Bim bim đây. Thẳng lên nhắm tránh đấy đường cũ này. Giờ chỗ này dễ đi nhỉ? Trước mình cháu đi chặt nạc ấy. Bố cháu, ông cháu cũng khỏe mà. Hơi rồi. Rồi, chúng ta chào anh trai của ông nội mình. Cụ của cái hang con nhà mình nhé. Cháu bé là con này. Qua nước. Bận đấy. Bây giờ về quê chơi nhỉ. Chào mọi người đi. Cháu đi về nhà cụ cháu chơi đây. Xem video của bố cháu nhé. Đây. Về ngõ ngách rất nhiều ngõ ngách nha. Nhìn ra trên là chiêu rồi. Đi vào nhà cụ đi. Mà gọi cụ đi. Một bác kìa, cháu kìa, con cháu đi. Con cháu lớn đi, bác. Bo cháu đi. Bo cháu bác cháu không đi. Con cháu không đi. Bo cháu không kìa. Bo. Bo ơi. Con cháu không lần nữa đi. Bắt cháu không đi. Bắt cháu không. Bắt cháu không. Bắt cháu rồi. Bác. Bác quay tí. Nhà. Đấy, sang nhà bác Hoàn đây, tuổi thơ gắn bó với mình này. Đây, nấp hết rồi này. Nào, trước ngày xưa nấp hết rồi mọi người ạ. Tuổi thơ gắn bó với mình này. Đây rồi. Đây, nhà trước nhà ai bỏ hoang. Đây, nhà ai bỏ hoang này. Nhà cũ. Giờ xây cái sân này là giật chặt thế nhỉ? Có tiếng. Gọi đi. Nhà ấy đâu. Về đi. Nắp cam. Ông Hoàn ơi. Bác tôi đi xe đạp rất khỏe.
chờ bác bây giờ mới xong mở cửa được, có nhà thờ được. Xe hơi ăn hơi bác ạ. Xe điện đấy. Vâng. Lâu lắm không về. 7 năm rồi. Mấy cái cây cảnh này chắc mới trồng ấy nhá. Những cây này. Vâng. Đây cái giếng cổ vẫn còn. Cái giếng này vẫn luôn luôn lên ấy. Ông Hoàng đi chơi đâu? Đi làm à? Bà cả bác gái mà bé cháu về đây trước khi có nhà đấy này thờ. Về nó đi. Nhà khô hả bác? Bên dọn vào em có đi với. Đi chơi nhỉ? Em có trâu rồi. Đi ra ngoài chơi. Con bò à? Con bò kìa. Con bò đấy. Chào ông nhỉ? Chào ông nhá. Làng mình rất đẹp luôn. Đây là bên ông nội ấy nhỉ? Ông nội nhỉ? À, có những cây chè rất to luôn. Chè rất to nè. Đi vòng quay lại nhá. Ok. Đi ra xem hồ. Quay lại nhá. Xem việc kìa. Đi xem luôn. Đi đứng ở kia xem đây. Ê, nắm vịt chưa? Đấy. Đấy, rất nhiều vịt luôn. Con gà kìa. Ờ, con gà. Con đứng đi, đứng xem con vịt. Gà cho ai nhìn rõ. Tôi biết con vịt. Ờ, sao đánh đầu xem con vịt nhé. Ok, dừng lại đi, cho con xem rồi. Đi về đây. À ô nào. Chào mọi người đây. Chào mọi người đây. Chào mọi người đi. Bố con, bố con cháu nhé. Bố gọi anh trên em cháu nhá. Hú Kiến này, Hú Kiến này. Hú Kiến đang đi bộ rồi. Hú Kiến đang đi chạy bộ. Đây có mấy cái nhà cổ này. Nhà ngày xưa đây mọi người đây. Bố ơi. Bố đến nào chưa? Lấy con nào chơi với bạn. Chơi với anh. Chơi với anh.
Ba chân. Ba đi chơi đúng không? Ba chơi mình đi. Ba mình bắt chơi lại. Đình chùa đấy nhỉ. Anh Quốc. Đi bác. Máy cày, máy cày. Quê có máy cày kìa. Máy cày ấy. Tập máy bốc kìa. Máy cày nó chắc xem máy cày. Không bỏ đâu. Cho con mình đi trải nghiệm đồng quê quê nội của bố nha. Máy cày mấy người mấy bừa. Máy cày đâu? Xin kết thúc video tại đây. Các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.